Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016, có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhân diện những mưu đồ, nhân danh lòng yêu nước. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơi, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh. 5 năm qua, việc triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị được tiến hành kịp thời, nghiêm túc và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc học tập đã đi vào nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên của nhiều tổ chức, cơ sở đảng và toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ đảng viên gương mẫu, tận tụy, tích cực đổi mới, lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước. Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc tồn đọng yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gần với tình hình của địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn chưa trở thành việc làm thường xuyên. Một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn thiếu ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện. Không ít nơi vẫn xem đây như một phong trào, một cuộc vận động, học nhiều nhưng kết quả còn hạn chế. Chính vì vậy, hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá về những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa 11. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị khóa 12 vừa ban hành chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ chỉ thị này, đề nghị tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, xây dựng chương trình thực hiện một cách cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, của mỗi một cán bộ đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Chiều nay ngày 16 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch. Cùng làm việc có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Theo báo cáo của Huyện ủy Bố Trạch, giai đoạn 2010-2015, hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng được cả cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên. Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đến nay huyện Bố Trạch cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị. Bố Trạch là địa phương có 11 khu vực bầu cử sớm ở hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch thời gian qua. Về công tác bầu cử, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị huyện cần tổ chức tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Hôm nay ngày 16 tháng 5, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch để vận động bầu cử. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, gồm ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình, ông Lê Phong Hồng, trưởng phòng công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương, tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Tiếp đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri các xã thị trấn của huyện Bố Trạch. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã khẳng định người đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng đã hứa trước cử tri huyện Bố Trạch, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Bình tích cực tham gia những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề về tổ chức bầu máy, công tác cán bộ, về các cơ chế chính sách, về quyết định các chương trình dự án quan trọng của quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 phát biểu, cử tri huyện Bố Trạch đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và những kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Bố Trạch. Cũng trong ngày hôm nay 16 tháng 5, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn để vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình bao gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Đinh Thị Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, bà Cao Thị Giang, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, bà Trương Thị Thư, Giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình đã trình bày trước cử tri thị xã Ba Đồn dự kiến chương trình hành động của bản thân. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đã nêu rõ nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ không ngừng trau dồi đạo đức lối sống, tiếp tục rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri,
dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và tiếp thu kiến nghị, đề xuất của cử tri để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, trên từng cương vị công tác, các ứng cử viên đã đề ra các giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa. Cử tri của thị xã Ba Đồn bày tỏ sự đồng tình nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 cần tiếp tục phát huy trình độ, năng lực và tâm huyết của mình để thực hiện đúng các chương trình hành động đã đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri. Sáng nay, ngày 16 tháng 5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức phiên họp để đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phiên họp. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến ngày 17 tháng 4 năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hoàn thành quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lựa chọn lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 để bầu 6 đại biểu, 83 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu 50 đại biểu, 426 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện để bầu 273 đại biểu và 6.752 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã để bầu 4.053 đại biểu. Căn cứ quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử các cấp đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử, đảm bảo thời gian theo luật định. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đã được thực hiện tốt theo kế hoạch. Toàn tỉnh có 16 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, 33 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 114 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố, thị xã và khoảng 1.200 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử đến thời điểm này được thực hiện đảm bảo tiến độ theo luật định. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử của các cấp các ngành thời gian qua. Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Đề nghị Sở Nội vụ là ra soát lại cả công việc bầu cử, từ vấn đề lập danh sách này, rồi là niêm yết là người ứng cử này, rồi vấn đề là kiểm tra lại cái phiếu bầu này, là một số cụ thể mà theo luật quy định để đảm bảo là thì bầu cử này đúng luật, không có sơ suất, không được sai sót một vấn đề gì cả. Thì vấn đề thứ hai nữa là tuyên truyền, thì vừa rồi mình làm tổ tuyên truyền rồi, thì bây giờ là tiếp tục tuyên truyền. Cái tuyên truyền này là có hai vấn đề. Một á, là tuyên truyền là cái bầu cử á, là cái nhiệm vụ và quyền lợi của công dân. Thứ hai nữa, đặc biệt á, tôi đề nghị đặc biệt tập trung vấn đề là tuyên truyền mạnh vấn đề là cái vật tranh rõ một số cái âm mưu của các thế lực thù địch, một số tổ chức phản động mà đang chống đối cái cuộc bầu cử để cho người dân biết. Thứ ba là chú trọng công tác an ninh trật tự và đảm bảo cái an toàn tuyệt đối. Và thứ bốn á, là tôi đề nghị là thường xuyên là cảnh giác và nắm chắc tình hình, nắm sát tình hình để mà biết được cái tư tưởng diễn biến ở của người dân. Thứ năm là triển khai cái việc thực hiện là nghiêm túc các cái mốc thời gian quy định theo cái luật bầu cử. Thì trong đó đề nghị là
là các đồng chí trong ủy ban bầu cử là từ nay đến ngày bầu cử là tăng cường về cơ sở kiểm tra rồi là chỉ đạo để mà đảm bảo là cái cuộc bầu cử thắng lợi. Thứ sáu là đối với những địa bàn phức tạp thì đề nghị chúng ta tập trung chỉ đạo. Thứ bảy là giao chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã là chủ tịch ủy ban bầu cử của các huyện, thành phố, thị xã là tập trung để chỉ đạo chủ kỳ trách nhiệm trên địa bàn. Thì trong quá trình chỉ đạo là những đồng chí này phải nắm chắc tình hình để có cái báo cáo thường xuyên. Chỉ đạo bầu cử sớm ở một số xã mà vùng sâu vùng xa của huyện Quảng Ninh, của huyện Bố Trạch trong ngày 20 tháng 5. Và thứ tám là giao công an tỉnh rồi bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng tỉnh theo dõi nắm bắt cái tình hình thật kỹ thật sát để mà kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ban tỉnh trong vấn đề chỉ đạo bầu cử, và đồng thời là có cái phương án để đảm bảo cái an ninh từ một cách tuyệt đối trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do sự cố môi trường biển nghiêm trọng đã xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt trên diện rộng ở vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, gây nhiều thiệt hại và khó khăn đối với đời sống của nhân dân các địa phương, mà nặng nề nhất là đối với ngư dân Quảng Bình. Trong khi chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân cả nước đang hướng về miền Trung để sẻ chia, đồng cảm, thì một số đối tượng xấu, cơ hội trong nước cùng một số tổ chức phản động lưu vong ở bên ngoài đã và đang lợi dụng vụ việc để thực hiện mưu đồ chống phá. Nỗi đau của biển, thiệt hại của ngư dân, khó khăn chung của đất nước một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, âm mưu chống phá bầu cử. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực phản động thù địch và có cả nhìn tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương, đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết không nghe theo lời xúi dục, kích động, xuyên tạc của các thế lực phản động thù địch, chung sức, đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Phóng sự do truyền hình Công an Nhân dân, An ninh TV cung cấp. Hiện tượng hải sản chết bất thường tại một số quốc gia trên thế giới như Chile, Brazil, Campuchia và đặc biệt là ở Việt Nam vừa qua được ghi nhận là sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về kinh tế, môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Ban Bí thư đã họp chỉ đạo khắc phục hậu quả, đưa ra các giải pháp ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân tại một số tỉnh miền Trung. Chính phủ, các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc tích cực, kịp thời thăm hỏi động viên người dân chịu thiệt hại, thiết lập đường dây nóng để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, thu gom xử lý xác hải sản để đảm bảo môi trường, cấp chứng nhận đảm bảo chất lượng và lập các điểm bán hải sản an toàn, hỗ trợ đến 70% giá trị hải sản bị tiêu hủy, cùng các chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ và một số phương án hỗ trợ đã giúp ngư dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển. Công tác điều tra nguyên nhân sự cố cũng đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành với sự tham gia của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước. Theo giáo sư Oshiko Imada thuộc Đại học Tokai, Nhật Bản, được Việt Nam mời tham gia quá trình xác định nguyên nhân cá chết cho rằng quá trình phân tích có thể mất một năm mới tìm ra được đúng yếu tố, nguyên nhân. Trong khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung để sẻ chia, đồng cảm, thì một số đối tượng xấu, cơ hội ở trong nước cùng số phản động lưu vong ở bên ngoài đã và đang tìm cách lợi dụng vụ việc để thực hiện ý đồ chống phá. Nỗi đau của biển, thiệt hại của bà con ngư dân, khó khăn chung của đất nước một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Các đối tượng lặp lại thủ đoạn thường thấy là lập mới các trang mạng ăn theo sự kiện để dễ bề gây sự chú ý, lôi kéo người tham gia như nhóm Cứu Lấy Biển do cái gọi là Hội Anh Em Dân Chủ thành lập, nhóm Cứu Biển, Cứu Dân của tổ chức Voi và nhóm Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn do Hoàng Văn Dũng và một số thành viên cái gọi là Con Đường Việt Nam lập. Trong khi bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn, thì một số đối tượng tung tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng nhằm gây hoang mang dư luận, khoét sâu vào nỗi đau chung để kích động, chống phá. Điển hình là số đối tượng Bùi Đức Hải, Ngô Kim Lãnh, Nguyễn Thủy Trang, v.v. Đi liền đó là các bình luận mang tính quy kết, suy đoán một chiều về nguyên nhân sự cố
nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng nguyên nhân đã rõ, chính quyền đang tìm cách bao che. Đây là thủ đoạn hướng lái dư luận, biến sự cố ngoài ý muốn trở thành cái cớ công kích, chống phá chính quyền. Mặc dù người đứng đầu chính phủ đã có hàng loạt chỉ đạo các bộ ngành địa phương vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng kết luận một cách khách quan, khoa học, độc lập về nguyên nhân sự cố và sẵn sàng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào, thì một số đối tượng cố tình xuyên tạc, cho rằng chính quyền bao che, làm ngơ, không quan tâm đến bà con ngư dân. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có văn bản thông báo tới bà con giáo dân trong cả nước, kêu gọi khi diễn tả những lo lắng bức xúc của mình, cần tránh hành động quá khích dẫn tới xung đột, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật. Đáng tiếc, ngày 13 tháng 5 năm 2016, Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã ra bản thư chung diễn tả sự việc một cách thiếu khách quan, thổi phồng, gây hoang mang và dùng những lời lẽ kích động giáo dân. Một số đối tượng, hội nhóm hoạt động trá hình ở trong nước ra các loại tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ mang tính lừa mị. Điển hình như bản tuyên bố do Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Trì, Hoàng Hưng khởi xướng, kêu gọi ký tên. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, ngụy tạo dư luận để lôi kéo, tập hợp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng thời gian qua. Bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động, kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố, được chúng gọi tên là cách mạng cá. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn kích động nhằm lôi kéo đông người tham gia, thực hiện cái gọi là chiếm lĩnh mặt trận truyền thông khi liên tiếp tán phát các lời kêu gọi biểu tình, tuần hành, chủ động thông báo thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức biểu tình, chuẩn bị các loại băng rôn, biểu ngữ, hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan chức năng, chuẩn bị các kịch bản nhằm kéo dài các cuộc tụ tập gây rối. Ý đồ lợi dụng gây rối đã lộ rõ khi nhiều đối tượng kêu gọi sử dụng dao, bom xăng để tấn công lực lượng chức năng và lật đổ chính quyền. Xem những hình ảnh này, chắc nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tuần hành ôn hòa gì mà chuẩn bị bom xăng, mang theo dao, gậy? Phải chăng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc bạo loạn, lật đổ? Theo thông tin từ cơ quan chức năng, để kích động biểu tình gây rối, các đối tượng trong nước đã móc nối với nhau và với số phản động bên ngoài lập các nhóm kín trên mạng xã hội để cùng bàn bạc kế hoạch, phân công đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ, đối tượng in băng rôn, biểu ngữ, đối tượng thu thập thông tin để phát tán lên không gian mạng. Những người khởi xướng đứng đầu ở đây là số thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng trong thời gian qua, như Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Tạ Chí Hải, Nguyễn Lân Thắng, Phan Văn Bách, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến, v.v. Đáng chú ý, các thành viên nhóm Con Đường Việt Nam còn bàn nhau chủ động tạo tình huống để khi lực lượng chức năng ngăn cản thì quay phim, chụp ảnh, tán phát lên mạng xã hội, vu cáo chính quyền đàn áp. Tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đã chỉ đạo đối tượng thành viên trong nước như Trương Minh Tam và cử người từ nước ngoài xâm nhập về nước để tập trung kích động gây rối. Cơ quan chức năng cũng đã có bằng chứng về việc tổ chức ngoại vi của Việt Tân, chỉ đạo lực lượng trong nước lợi dụng việc làm từ thiện để công khai hóa hoạt động ở trong nước và lôi kéo người dân tham gia hoạt động chống chính quyền. Nhiều người đặt câu hỏi, nguồn tài chính nào giúp các đối tượng kích động biểu tình, in áo, băng rôn, khẩu hiệu, mua thiết bị ghi hình, di chuyển đến các địa bàn để thu tin, liên lạc hoạt động. Theo cơ quan chức năng, một số hội nhóm trá hình ở trong nước tham gia kích động biểu tình như Hội Anh Em Dân Chủ, Voi, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, v.v. thường xuyên nhận tài trợ của một số tổ chức phản động lưu vong và tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó có Việt Tân và Quỹ Quốc gia vì Dân Chủ Mỹ. Có thể thấy đây là những thủ đoạn không mới, các đối tượng đã lặp lại nhiều lần nhằm lợi dụng những sự kiện được dư luận quan tâm, nhất là những sự kiện nhạy cảm, phức tạp để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá. Điều này đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự xã hội, tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Bản chất cơ hội lợi dụng của các đối tượng đã bị quần chúng nhân dân nhận rõ và lên án.
có thể dẫn ra một số bình luận trên mạng phản bác lại luận điệu của các đối tượng khi cho rằng đó là những luận điệu sặc mùi xuyên tạc hay xuống đường, thực chất không giúp ích được gì cho người dân miền Trung. Người dân hãy thật tỉnh táo trước các lời mời gọi tham gia các hoạt động vì môi trường. Hãy cảnh giác với các luận điệu lừa mị của các đối tượng xấu. Đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng. Sự cố môi trường biển đang tác động tới cuộc sống của bà con ngư dân miền Trung. Rất cần sự đồng cảm, chia sẻ, chung tay góp sức của toàn xã hội, cũng như những hành động thiết thực, trách nhiệm để bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường đầu tư, giữ gìn kỷ cương và tỉnh táo, cảnh giác trước mưu đồ đen tối của số đối tượng cơ hội phản động, không để chúng lợi dụng, kích động, gây rối an ninh trật tự. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thực hiện kế hoạch số 151/KHBTTTT ngày 15/1/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin tuyên truyền của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công văn số 503/CBCVP ngày 4/5/2016 của Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo thời gian khai mạc và mở cửa tham quan triển lãm ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trên địa bàn tỉnh như sau. 1. Chủ đề triển lãm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. 2. Thời gian: Triển lãm tổ chức từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 18/5/2016. Khai mạc vào lúc 7:30 ngày 17/5/2016, tức ngày thứ ba. Thời gian mở cửa tham quan triển lãm: hàng ngày, buổi sáng từ 7:30 đến 11:00, buổi chiều từ 14:00 đến 17:00. Địa điểm: Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Triển lãm gồm 100 bức ảnh giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ sau đó. Chủ đề triển lãm khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác trong quyết tâm tổ chức xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bên cạnh đó, triển lãm có một số hình ảnh hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền về truyền thống của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, để cử tri hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5 sắp tới. Hết nội dung thông báo. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Các hoạt động hưởng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thăm và tặng quà cho bà con ngư dân. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo treo cờ Tổ quốc. Ngày 12/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo số 684/TB-UBND về việc treo khẩu hiệu và cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, để tuyên truyền cổ động, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày Chủ nhật 22/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu như sau. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở. Nội dung khẩu hiệu thực hiện theo kế hoạch số 09/KH/UBBC ngày 24/2/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền vận động và tổ chức cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng. Thời gian treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu bắt đầu từ ngày 16 đến hết ngày 24/5. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, thị xã Ba Đồn đã sẵn sàng cho ngày hội trọng đại này. Cuộc bầu cử lần này, thị xã Ba Đồn có tất cả 111 điểm bỏ phiếu với gần 69.370 cử tri, trong đó có 22.890 cử tri là đồng bào Công giáo,
Để chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong toàn thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bao gồm tuyên truyền cổ động trực quan như treo nhiều pano áp phích khẩu hiệu dọc các trục đường liên xã, liên thôn, liên xóm, công khai danh sách tiểu sử của các ứng cử viên tại các điểm bầu cử, cũng như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh giúp cử tri nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri đối với ngày bầu cử. Riêng thị xã Ba Đồn có 57 người ứng cử viên để bầu 33 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã. Đối với cấp xã phường có 684 ứng cử viên để bầu 409 đại biểu. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri thể hiện quyền làm chủ của mình để bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần nô nức phấn khởi hướng về ngày hội lớn, về sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện Lệ Thủy đang đón chào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong niềm tin tưởng và trách nhiệm lớn lao của những công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xây dựng một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong chương trình hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Lệ Thủy đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần làm chủ, phát huy trách nhiệm công dân, tích cực tham gia xây dựng nhà nước. Đồng thời, qua tuyên truyền góp phần giúp người dân hiểu thấu đáo những nội dung quan trọng của luật bầu cử, nhất là nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân để lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Cũng qua công tác tuyên truyền đã phê phán, uẩn nặn những biểu hiện mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ để có hành vi luận điệu xuyên tạc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, đạt hiệu quả cao. Nhờ vậy, các cử tri của huyện Lệ Thủy đều nắm bắt được tinh thần, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhận thức đúng đắn quyền lợi và trách nhiệm của mình. Đối với chúng tôi là một cử tri thì trước hết là phải luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai nữa là tin tưởng vào cái sự giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cho nên việc về lựa chọn thì chúng tôi phải bầu những cái người mà trung thân là luôn là tôn trọng ý kiến của cử tri. Nói chung về vấn đề công tác bầu cử thì đối với xã đã tập trung lãnh đạo và đã tổ chức tuyên truyền rất nhiều đợt. Cho nên những cái vấn đề về luật bầu cử và cái hiến pháp cũng đã dân được tham gia là góp ý. Cho nên việc dân thì rất là hiểu được cái luật bầu cử bởi vì quá tuyên truyền trên thông tin đại chúng đã nhiều lần. Song song với nhiệm vụ tuyên truyền cho công tác bầu cử, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lệ Thủy đặc biệt chú trọng đến vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi bầu cử. Với việc bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm và ổn định tình hình, đảm bảo an sinh xã hội đã củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhân dân là tiếp tục lao động sản xuất, tập trung vào cái việc chăn nuôi trồng trọt, trong đó là nhân dân ổn định cái tư tưởng, nhất là việc tập trung chỉ đạo các đồng chí trong ủy ban bầu cử về tận các cái địa bàn bầu cử nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao cái nhận thức vai trò trách nhiệm của mình để làm tròn cái nhiệm vụ của người cử tri. Huyện Lệ Thủy có 61 ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó đại biểu nữ chiếm 44,3%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 24,7%, đại biểu là người ngoài đảng chiếm 14,3%. Toàn huyện có 28 đơn vị bầu cử cấp xã với 202 khu vực bỏ phiếu và 199 tổ bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Lệ Thủy cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi đã tăng cường cái công tác chỉ đạo để nắm bắt tình hình những nơi có khó khăn để tập trung cùng với cơ sở để mà tháo gỡ những khó khăn để nhằm mục đích là cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách dân chủ, an toàn và thành công. Thì công tác tuyên truyền hiện nay thì chúng tôi đang tập trung cho công tác tuyên truyền về cổ động trực quan và giao trách nhiệm cho đài truyền thanh truyền hình của huyện, rồi bản tin Lệ Thủy
cũng như trung tâm văn hóa thông tin để tăng cường và cái thời lượng về công tác tuyên truyền ở các cái đài trạm, rồi các cái hệ thống loa truyền thanh ở các xã, các thôn cũng dành thời gian để tuyên truyền về cái luật bầu cử và tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân ba cấp. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung để kiểm tra cái việc niêm yết chính sách, niêm yết những người ứng cử và tiểu sử những người ứng cử để làm thế nào tăng thêm cái lượng thông tin đối với cử tri để cử tri có thể là nghiên cứu để lựa chọn những người ứng cử là những người thực sự tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong khi thế nào nước chuẩn bị bước vào ngày hội của non sông với sự chuẩn bị chú đáo và đầy trách nhiệm, tin tưởng rằng huyện Lệ Thủy sẽ cùng với các đơn vị địa phương trong tỉnh và cả nước thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Minh Hóa đã tăng cường các loại hình tuyên truyền để cử tri hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử. Trong đó, hoạt động giao lưu văn nghệ, tuyên truyền bầu cử đã được cử tri quan tâm và đánh giá cao. Ngoài việc tuyên truyền bầu cử bằng xe loa lưu động khắp địa bàn 16 xã thị trấn trong suốt quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử, ngày 13 và ngày 14 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Minh Hóa đã tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử tại hai xã Hỏa Thanh và Trọng Hóa. Với các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu do các diễn viên Trung tâm Văn hóa huyện, đồn biên phòng Ra Mai và các trường học biểu diễn đã mang đến cho người xem một đêm giao lưu âm nhạc sôi động ấm áp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Hoạt động giao lưu văn nghệ tuyên truyền nhằm cổ vũ và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền để mọi công dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian qua công tác tuyên truyền bầu cử được các địa phương đặc biệt chú trọng. Trong các hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đã và đang là một kênh tuyên truyền được coi là tiện ích và hữu hiệu nhất. Xin mời cử tri và nhân dân nghe chương trình phát thanh tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong những ngày này, đều đặn cử vào lúc 5 giờ 30 phút và 17 giờ 30 phút hàng ngày, tiếng loa truyền thanh lại rộn ràng lên khắp các tổ dân phố, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, nhằm truyền tải những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó tập trung tuyên truyền về hiến pháp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhờ vậy, đến thời điểm này, khi chỉ còn chưa đến tuần lễ nữa là đến ngày hội lớn của đất nước, người dân trong phường đã nắm được những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử và đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng này. Qua hệ thống loa truyền thanh, tôi là một người dân, tôi hiểu biết luật bầu cử. Tôi chờ đợi đến ngày đó bầu cử để sáng suốt lựa chọn những người có đức có tài để bầu vào Hội đồng Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp. Bà con cử tri của tổ dân phố Duy Bắc 1 đã toàn bộ nắm được ngày bầu cử, nắm được tiểu sử tóm tắt của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và tâm tư nguyện vọng của bà con thì cũng rất háo hức chờ đến ngày mình cầm cái lá phiếu đi bỏ bầu những người đủ đức đủ tài để bầu vào Hội đồng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân phường Đức Ninh Đông. Đặc biệt, thông qua hệ thống loa truyền thanh cũng đã giúp cho cử tri nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nắm được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, tạo nên không khí rộn ràng hướng tới ngày hội non sông. Qua cái hệ thống loa truyền thanh đã phát huy tốt, từ đó giúp cho nhân dân, mặc dù đang còn bận nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đã qua cái hệ thống phát thanh của phường thì nhân dân
đã nắm rõ được các cái luật bầu cử đại biểu Quốc hội, luật tổ chức chính quyền cũng như các cái văn bản hướng dẫn của về cái cuộc bầu cử lần này, nên làm cho nhân dân tin tưởng và phấn khởi trong sắp tới để đi bầu cử. Thành phố Đồng Hới có 16 đài truyền thanh cơ sở thuộc 16 xã phường và cùng với hàng trăm cụm truyền thanh không dây và hệ thống loa truyền thanh được lắp đặt rải đều ở các thôn, tổ dân phố. Do vậy, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai hiệu quả, kịp thời đến với người dân. Trong những ngày này, cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung, tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thì hệ thống truyền thanh cơ sở của phường Hải Thanh đã phát huy hết chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Ban biên tập của đài phát thanh phường đã có kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường. Thành phố đã chỉ đạo các cái đài truyền thanh cơ sở là thực hiện việc tiếp âm các cái đài cấp trên. Rồi thành phố đã cung cấp các cái tài liệu liên quan đến cái cuộc bầu cử để các đài truyền thanh ở cơ sở là thực hiện cái việc tuyên truyền trên cái hệ thống truyền thanh của cơ sở. Thì ngoài ra thì các cái đài truyền thanh cơ sở cũng chủ động là xây dựng các cái chuyên mục, các cái phóng sự, các cái tin bài về để phục vụ cái công tác tuyên truyền về bầu cử trên cái địa bàn của mình. Có thể nói, bên cạnh những phương tiện truyền thông hiện đại, hệ thống truyền thanh ở cơ sở vẫn luôn là kênh tuyên truyền quan trọng, gần gũi và thiết thực đối với người dân. Với đặc thù có độ truyền tải thông tin trong phạm vi rộng, có thể thông tin nhanh đến với mọi người dân địa phương qua hệ thống loa truyền thanh được lắp đặt trên cao, cùng với sự lựa chọn khung giờ phát hợp lý, hệ thống truyền thanh cơ sở tại các xã phường đã và đang phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và tặng quà cho bà con ngư dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch và xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra hiện tượng thủy hải sản chết bất thường, làm cho ngư dân các xã vùng biển gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống. Với tinh thần tương thân tương ái, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã đến thăm động viên và tặng 250 xuất quà với tổng giá trị là 125 triệu đồng cho bà con ngư dân hai xã Quảng Xuân và Đức Trạch, trong đó xã Quảng Xuân huyện Quảng Trạch 130 xuất và xã Đức Trạch huyện Bố Trạch 120 xuất. Giá trị các phần quà tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm của cán bộ viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam với mong muốn chia sẻ những khó khăn trước mắt của bà con ngư dân, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, tiếp tục ra khơi bám biển. Được biết trong đợt này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cùng hỗ trợ cho bà con ngư dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế 500 suất quà. Chiều hôm qua ngày 15 tháng 5, câu lạc bộ nghi thức Hòa Mi nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kèn trống với chủ đề "Đôi ta lớn lên cùng đất nước". Đây là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực của nhà thiếu nhi Quảng Bình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2016. Và mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Tại buổi biểu diễn, câu lạc bộ nghi thức Hòa Mi đã thể hiện 19 tiết mục gồm các bài trống đội và các tác phẩm âm nhạc thân quen đã đồng hành cùng các thế hệ đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Đây là dịp để các em thiếu nhi tỉnh Quảng Bình thể hiện tình cảm, niềm tự hào về quê hương đất nước, đồng thời khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đội trong lĩnh vực giáo dục thế hệ trẻ và thu hút sự quan tâm chăm lo của cả cấp các ngành cũng như toàn xã hội đối với hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời, gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích như sau. Kết quả quan trắc phân tích so sánh với QCVN10MT2015BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác, cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện
được công bố tại website vea.gov.vn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đến 16 ngày 17 tháng 5. Khu vực miền núi nhiều mây, đêm không mưa. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, đêm nay có thể có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 5, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.